Chào các bạn, nhiều bạn hỏi mình là dự đoán các trận đấu chung kết thế giới để có cơ hội nhận revenge quán quân, nhưng mà mình sau khi mình làm một trận là mình đã kiếm được 26.000 IP. Không tin được không các bạn? Thì đây các bạn thấy là đội mình là fan của đội Origen cho nên là mình đã chọn Origen thắng đây. 26.000 IP các bạn ạ. Kinh khủng rồi đấy. Các bạn, tại vì đấy là cái kết quả nhận được thế này là bằng tổng số IP này cộng lại chia cho số IP của đội thắng. Đội thắng. Mà đội thắng có tí à? Mà đội thua trời ơi bao nhiêu? 64 triệu, à 69 triệu. Trời ơi mình được 26.000 đi. Sướng có biết phải đặt 2.000 ngu không biết. Ừ. Tỷ lệ này trời ơi kinh khủng. Cái này là mình sai lầm quá. Thế là kiếm được mấy? 26.000 cộng với hôm qua là mấy? Hôm qua là mấy? Hôm qua là kết quả đi đoán đời bố rồi. Hello rồi các bạn. Vâng, xin chào và gặp lại các bạn cho những video lần sau. Các bạn phải nên nhớ là 10 trận các bạn dự đoán cửa trên không bằng các bạn dự đoán một trận thắng ở đội dưới thôi. Các bạn thấy rồi đấy. Cảm ơn, xin chào và gặp lại các bạn.